Giới thiệu với các bạn bộ đây là bộ tip. Tip thì mở ra cái đó. Mã nó là cái gì đây? 771 tức là 6 cạnh. Lin D MF là hình. Rồi, đầu vuông ở đây là vuông 1/2 rồi mình cứ lấu ra đi cho nó. Trái. Thì mở ra như vậy thường bên trên nó sẽ có chữ ERA đó, vậy nó mới đọc được. Hộp này là hộp sơn thép sơn tĩnh điện ha. Quay sách. Này. Cũng tương đối nặng, đúng là khoảng 3 kg. Sơn điện đồng nó đẹp quá. Rồi, nó có khóa cài thôi, quay cài người ngay thôi. Để bảo lưu chữ bảo quản thôi. Rồi. Bên trong. Đây là loại 6 cạnh. Loại như vậy là loại 12 cạnh. Mình luôn luôn phải so sánh như vậy để cho các bạn biết, chứ không phải cứ mua tuýp và thì không nói rõ là mua 6 cạnh hay 12 cạnh là hồi cãi nhau. Đó là vậy. Rồi. Size lớn nhất của cái này là sẽ là 32. Size nhỏ nhất ở đây là 10. Như vậy bộ tuýp này sẽ là từ 10 đến 32. Nhưng mà không phải là cứ 10 đến 32 thì nó sẽ giống nhau hết. Mình xem ở đây nó có bao nhiêu chi tiết. Bảo vào lại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 19, 19 chi tiết. Đếm lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19 chi tiết. Và cái cây cle cây cần tự động là cái cây đặc biệt nhất trong cái phần dụng cụ ở đây. Cây này là đầu vuông 1/2. Ha, à, nhấn nhả vì nó có nút đây, nhấn nhả tuýp. Rồi mình khi mình gắn vào thì mình nhấn ở đây. Gắn vào rất là dễ khi mình nhả ra này. Nhấn đây sẽ nhả ra. Đó. Ok. Thì đầu vuông của tất cả đây là 1/2 hết. Bây giờ mình sẽ xem là thành phần của nó sẽ bao gồm những cái gì. Quan trọng là thành phần, bởi vì từ 8 đến 32 có thể có rất nhiều thành phần khác nhau. Đầu tiên là cái cây cần tự động. Thanh chữ T. Thanh trượt chữ T ha. Đầu xoay. Rồi. Thanh nối dài 250, thanh nối dài 125. Được chưa? Rồi một cái đầu lắt léo. Giống như cái trục cạc đăng vậy. Xoay qua xoay lại ha. Đây mình sẽ gắn cái đầu tiếp vào. Đó. Đây mình đảo hướng. Đảo hướng tiếp cận. Thì trong trường hợp mà ngoài con ốc nó nằm trong cái hốc bật mà to nào đó mình không có đưa thẳng vào được thì mình sẽ dùng cái trục cạc đăng đó. Rồi. Rồi bây giờ đến thành phần của các đầu tiếp thì mỗi một size đầu tiếp như vậy mình sẽ sử dụng được cho một con ốc, một con bu lông. Loại tiếp này là loại tiếp trắng cho nên là mình chỉ sử dụng bằng tay thì thôi, mình không sử dụng cho súng bắn ốc được, tức là mình không thể nào mình gắn vào đây được. Gắn vào máy như thế này là sai. Gắn vào máy mình phải dùng loại đen. Trong trường hợp các bạn siết ốc là như vậy thì là 32 này, 30 32 30, mình giảm dần đi, 27 24 22 19. 19 là size rất là phổ thông, rất hay dùng. 17 nữa. Này là 16, 16 là ít, 16 ít gặp. 15, 15 hay dùng. 14 nữa. Các bạn phải có 14 đó, 14 là cái size cũng rất là hay dùng. Trên xe đạp, xe máy hay dùng. 13 cũng hay có. 12 hay dùng. 11 10. Đó. Như vậy là các cái size ốc mà mình có thể sử dụng được thì các bạn thấy ở đây nó sẽ có so sánh ở đây thường hình ảnh nó sẽ có ba kiểu. Đây. Cái này. Cái nhỏ nhất đây. Đó. Vì là cùng đầu vuông 1/2. Cho nên là cái đầu ốc ở đây 8 1/2 tức là 12 ly 7. Lỗ là 12 ly 7 cho nên cái đầu này có 10 thôi, nên đầu này nó sẽ nhỏ lại. 12 ly 7 với đầu 17 là tương đối xem nhau thì bạn thấy nó có cái con tiếp nó gần song song nhau. Gần song song nhau. Con này đi. 17 à. Này đi, à, này song song hơn rồi đó. Và con này là đầu vuông thì vẫn là một 12 ly 7 nhưng đầu ra 3/2 à 32 cho nên là nó lớn, đầu này nó sẽ lớn. Nhưng mà sẽ thấy thường là tiếp nó sẽ có ba cái size như thế này. Nhưng nó không giống nhau hoàn toàn. Ok.
để khi cần nối dài mình sẽ nối cái này vào. Ở trên đây nó có cái đầu, nó có cái lỗ để cho cái viên bi nó vào đấy, à, lỗ này, viên bi nó vào đây. Viên bi ở đây thì viên bi nó sẽ thẳng hướng viên bi ở đây, à, đây là rút, à. Ok, rồi bắt đầu mình gắn vào đây. Bảy, hai mình siết đảo chiều xoay ở đây, bằng cái đáy gạt này. Cái tay nắm này rất là đặc biệt, tay nắm đặc biệt độc quyền của hãng Elora. Elora chế ra cái kiểu tay nắm này, nó gọi là kiểu quattrolit. Cái lỗ này dùng để mình treo dụng cụ. Cây cái giá trị nhất trong cái bộ này chính là cái cây này, cái cây cần tự động này. Như vậy mình có còn cả thanh nối dài, và có thể dùng thanh ngắn, thanh dài tùy theo ứng dụng. Thanh trượt chữ T, cái T này mình có thể dùng bằng tay cũng được. À, để mình, à, đây có hai viên bi để cho hai bi chốt lại, để cho cái này nó không có trượt ra ngoài được. Thì trong trường hợp mình có thể dùng cái tay không như này, mình vặn ở đây cũng được, đảo sang đây cũng được. Ok, đó là đối với thanh này. Như thanh này mình tùy theo tình huống mình vặn, còn hai tay sẽ vặn vậy. Mình cũng có thể nối thanh nối dài vào đây, ra cái chữ T như thế này. Hoặc là mình vặn cho con ốc mà cho trong xe, ví dụ mình vặn cho xe tải thường hay là dài á, mình có thể vặn như thế này. Đó, nó dài. Ok, thanh nối dài. Mình cũng có thể nối hai cây vào được luôn, nối dài tới hai cây được luôn. Trong trường hợp mà nó nằm sâu trong hốc quá thì mình có thể nối hai cây như vậy. Đó, cây như này. Thì mình cũng có thể là không dùng cái này mà mình dùng cái cần tự động cho nó nhanh, cho nó tiện, thì mình sẽ dùng như thế này. Ok, vặn vào, mở ra. Ok, thank you.